Hello, xin chào các bạn. Bữa nay mình làm một video rất là đặc biệt mà mình thấy hầu như không có ai mà làm mấy video dạng giống vậy đó. Chỉ có một mình chơi hơi kỳ thôi. Thì video này mình gợi ý với các bạn ba cái combo, không phải một cái combo gồm có ba chai, nói lộn. Đó là chai YSL La Nuit de l'Homme, Baccarat 540, với lại một chai này có thể có nhiều bạn không biết. Chai này là của nhà Eccentric Molecule, Molecule 01. Thì hồi trước mình cũng đánh từng nói về cái chai này rồi. Trên cơ bản thì thành phần của nó 100% là Isoe Super. Thì Isoe Super nó giống như là một cái hóa chất nhân tạo thôi. Thì khi mà nó xịt lên người của từng người á, thì nó sẽ kết hợp với lại mùi hương cơ thể của người đó để nó tạo nên một cái mùi hương riêng. Cái điểm đặc biệt của cái chai này các bạn, nguyên nhân là người ta dùng cái chai này nhiều quá là tại vì nó lưu hương lâu với lại nó tỏa hương xa. Còn mình á, mình dùng dùng cái chai này kết hợp với lại mấy chai khác á, là tại vì nó rẻ. Thứ nhất là nó rẻ, tại vì như 100 ml nó chỉ có 130 đô thôi. Đó, nếu mà hồi trước các bạn thấy mình hay góp ý kết hợp combo giữa Baccarat 540 với lại một số chai nước hoa khác, thì thường thường mình pha tỷ lệ là 1:1 hoặc là 1:2. Nhưng mà mình thấy nếu mà pha vậy xài hao quá, tại vì Baccarat 540 thì nó cũng mắc tiền, cho nên mình tự nhiên cái mình nảy ra ý định lấy Molecule 01 xài, tại vì nó có Isoe Super ở trong đó. Cho nên từ khi mà mình dùng cái Molecule 01 này á, cái mình ít dùng cái Baccarat 540 lại đỡ hao. Tiết kiệm tiền tại mình keo lắm. Ok, thì cái combo này các bạn, dạo gần đây mình xài á, mình đi làm á, rất là nhiều người khen. Có một số bạn than phiền á, là chai nước hoa La Nuit de l'Homme phiên bản mới á, nó thơm không có dai, với lại nó tỏa không có xa như mấy phiên bản cũ. Thì bây giờ ai cũng đi săn lùng mấy phiên bản cũ, cách đây 4-5 năm hay 6 năm gì trước gì đó mình không biết. Nhưng mà đây là một giải pháp tốt cho các bạn, để cho các bạn khỏi cần phải đi săn lùng mấy cái phiên bản cũ làm gì. Đây là cái chai này các bạn, mình mới vừa mua thôi, cách đây khoảng chừng 4-5 tháng gì trước, như khoảng tháng 11 gì đó. Thì mình nghĩ là cái này cũng phiên bản mới thôi chứ không phải phiên bản cũ gì. Thì cái batch của nó thì mình không biết đọc, mình không có biết đọc mấy cái batch này, thì các bạn có thể tự nghiên cứu ha. Của mình là 38T 800V, 800V. Ok, thì các bạn có thể Google trên các bạn Google thử coi cái batch của nó là sản xuất năm bao nhiêu, mình không có quan tâm cho lắm. Tại vì cái mục đích của mình làm video này để giúp cho các bạn giải quyết cái vấn đề về cái chai La Nuit de l'Homme, nếu như các bạn yêu thích cái mùi hương này giống như mình. Đó. Thì cái lý do mình thích cái chai La Nuit de l'Homme này các bạn, phải nói á, cái mùi hương này á, nó rất là đặc biệt, nó rất là có cá tính riêng. Mà khi mà mình ngửi mấy chai nước hoa khác á, nó không có cái mùi hương giống chai này. Nó cái mùi hương nó rất là độc, coi như là cái mùi hương nó ngửi cái là biết là nước lô mình đó, nó nổi bật trước giữa một rừng nước hoa đó. Như là cái mùi hương nó rất là hấp dẫn, mình rất là thích cái mùi hương La Nuit de l'Homme. Như các bạn đã biết là từ lúc mà mình làm cái channel này từ năm 2018 tới giờ á, thì cái chai này là một, hình như là cái video thứ ba thứ tư gì đó mình review cái chai La Nuit de l'Homme này. Nói chung là mình vẫn còn yêu thích cái mùi hương này. Nhưng mà mình không có phiên bản cũ. Hồi trước đây 2018, xin lỗi, đúng rồi, 27 2018 gì đó mình không có mấy phiên bản đó. Ấy 2016 gì, nói chung trở về trước, những cái phiên bản cách đây mà 5 6 năm trở về trước thì mình không có. Nhưng mà mình rất là thích cái mùi hương này, cho nên mình muốn sử dụng nó. Mà cái tỏa hương với lại lưu hương của nó thì không được tốt, cho nên làm cách nào bây giờ thì chỉ có kết hợp với lại Baccarat 540 thôi. Mà kết hợp với Baccarat 540 thì hao quá, tốn tiền, cho nên mình mới kèm với lại Molecule 01. Thì cái cách mình kết hợp các bạn là mình mua cái ống 50 lít này nè các bạn. Xong cái mình chiết La Nuit de l'Homme khoảng chừng nửa ống, hơn nửa ống, có nghĩa tại vì nửa ống là 250 lít, hơn nửa ống chút xíu là 30 lít. Rồi sau đó cái mình kết hợp 1 ml này với là 1 ml này đó. Tại vì thay vì mình pha tỷ lệ 1:1 thì nó hao 50, cho nên mình cứ
30 lít lanudilom thì 1 ml 540 và 1 ml eccentric molecule. Thì cái mùi hương đó các bạn, nó sẽ nó chủ yếu là nó thêm cái vị ngọt thôi, nhưng mà nó tăng cái độ lưu hương và tỏa hương. Tại vì khi mà mình xịt á, mình đi làm á, coi như nó thơm từ sáng tới chiều luôn. Nó giải quyết được cái vấn đề mà lưu hương không lâu hay là tỏa hương không xa, mà coi như là cả ngày mình đều ngửi được. Và khi mà mình đi làm á, trong chỗ làm mình đi tới, coi như là mình chưa tới, chưa gặp người đó mà người ta đã ngửi được. Tại vì cái làn gió nó thổi cái mùi hương này tới á, là coi như là mình đi đâu người ta cũng biết mình, coi như mình chưa xuất hiện là người ta đã biết mình sắp tới rồi đó. Nó hay ở chỗ đó là tại đó là giờ tại sao mình kết hợp IC Super của Molecule 01 với lại Baccarat 540 để nó giống như là nó nâng cấp cái mùi lanudilom lên một bậc. Đó, đơn giản vậy thôi. Thì nói chung là video này chủ yếu là mình góp ý cho các bạn cái phương pháp để giải quyết cái vấn đề của cái chai lanudilom. Tại vì cái mùi hương này theo như riêng mình á, là mình rất là thích cái mùi hương này, nó rất là đặc biệt. Một trong số những chai nước hoa mà khi mà giống như là cái phong cách original của nó không có bắt chước những chai nước hoa khác, đó là lanudilom nè, Abercrombie and Fitch Fierce nè, Aventus. Đó, những cái chai nước hoa mà nó bắt nguồn cảm hứng cho những chai nước hoa khác làm theo vậy đó. Đó thì lanudilom là một trong những chai nước hoa đó. Thì đây là cách để cho các bạn giải quyết cái vấn đề tỏa hương và lưu hương của nó. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ. Chào tạm biệt.